Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cảnh mờ mờ ảo ảo, cảnh thành phố sau lớp kính và có một cơn mưa nhẹ đã tạnh. Đầu tiên thì mình sẽ phác thảo phối cảnh của nó. Tiếp theo mình sẽ tô nền trời, vì nền trời này là sau cơn mưa thì nó sẽ hơi trong xanh nhưng mà nó vẫn còn cái chút gì đó rất là tối tối, lạnh lạnh, nên mình sẽ sử dụng xám, xanh và thêm xanh rêu nữa cho nó âm u. Mặc dù cái chi bông tăm nó sạch cái tay mình thiệt á, nhưng mà mình không có thích các bạn, nó không có mượt mà, nên mình quyết định là chi tay tiếp. Một lát 10 bàn tay xinh xinh của mình sẽ dính đầy sáp. Rồi tương tự thì mình sẽ sử dụng chuyển từ màu xanh dương đậm cho đến đen để tô các ngôi nhà trong thành phố, các tòa nhà cao tầng. Đầu tiên thì mình cứ đánh hết tới các mảng màu mình thích, sau đó mình chi ra thôi các bạn ha. Ở cái phần cái bông tăm á, mình có thể làm chi ngay mấy cái thành nét của mấy cái tòa nhà để tạo sự mờ ảo sau cơn mưa, sương mờ mờ. Ở đây mình đang test thử coi cái ánh sáng đèn nhòe nhòe có làm được không. Ok, ổn. Rồi tương tự thì mình sẽ chấm một số ánh sáng đèn, do nếu mà mấy cái màu này nè, màu vàng màu đỏ mà mình đi trên nền đen xanh á thì lúc nó không có ra cái màu nguyên thủy, mình sợ nó bị ảnh hưởng nên mình sẽ đánh vị trí đèn trước, sau đó mình sẽ tô. Lúc này thì hơi khó khăn một tí nhưng thôi, vì sự nghiệp phải cố gắng từ và cẩn thận. Lúc nào khó quá thì mình vẫn phải sử dụng bông tăm các bạn. Đó, đánh sơ sơ. Rồi. Mất luôn cái bóng cái đèn. Đó, các bạn tán cẩn thận và chịu khó thay bông tăm nữa các bạn. Nãy mình tiết kiệm cái nó mất luôn cái bóng đèn. Rồi, mình vẽ mặt đường này là đang bị có nước á, nên nó sẽ phản xạ lại, phản chiếu lại ánh sáng của bầu trời nè, của các tòa nhà. Mười ngón tay của mình bây giờ thật là kinh khủng các bạn. Sơ trước rồi mình dặm lại đèn trắng, đèn vàng, đèn đỏ, đủ thứ đèn. Bạn nhớ dùng cái bông tăm để làm cho cái đèn nó mờ mờ ảo ảo nha các bạn. Sau đó mình sẽ tả cái bóng đèn nó dạ xuống mặt đường. Mình đi hơi bị fail. Oh my god. Cái tay mình thiệt luôn. Bây giờ phải đi rửa tay mình làm biến luôn các bạn. Nhưng thôi, chanh nó sẽ hơi bị lem nhem và dơ nha. Mong các bạn thông cảm. Thường là mình vẽ tranh nó, một là mình chuẩn bị hết đồ xong rồi mình để đó, mình ngồi mình làm hết một hơi rồi mình mới dọn, rồi có dơ thì mình cũng rửa sau luôn. Chứ mà đang vẽ mà đi mình bị mất hứng nên mình thường là thâu thà dơ nhưng mà vẽ xong bức tranh đó. Không biết có ai giống mình không. Là trước khi mà xác định vô màu vẽ là mình phải chuẩn bị hết đồ chứ không được để thiếu. Tiếp theo mình sẽ vẽ cái mấy cái giọt nước, có mấy cái đường nước nó rớt trên cái cửa đó. Mình sẽ sử dụng màu chì các bạn nhé. Ở đây do mình không có chì khô, mình đang sử dụng chì nước mà hổm mình mua, mình vẽ được 2 bức xong mình ngưng luôn. Mai mốt mình sẽ review các bạn liệu có nên sử dụng chì nước hay không nhé. Và nó có ưu điểm gì và khuyết điểm gì. Mong các bạn sẽ đón nhận video tiếp theo của mình. Tiếp theo mình sẽ dùng cây bút bi trắng, bút gel trắng để mình tạo cái điểm sáng của giọt nước, và dùng cái bút chì đen á để mình tả cái khối của giọt nước cho nó nổi lên cái mặt kiến. Tương tự bạn sẽ vẽ các đường còn lại, đừng nhiều quá nha các bạn, cái gì cũng vừa phải thôi. Đó, mình đi đen xong là mình lại tô trắng bằng chì, sau đó bắt đầu dùng cái bút gel để đi mấy cái phần sáng nhất, cái phần mà ánh nước nó bắt sáng. Thêm 2-3 đường nữa đi.
Bút này thì chị xám nó không có tác dụng nên mình đã sử dụng cái bút màu sáp dầu trắng luôn. Sau đó mình sẽ chi cái keo trắng lên, bút keo trắng lên. Mình phải quẹt trên bút bút keo trắng ra cái tờ giấy để tránh cái màu sáp nó dính vô cái đầu bút. Lúc đó thì mình sẽ đi không được đẹp. Ở mấy cái phần tối thì mình không cần đi cái bút chì đen nha các bạn, vì đi cũng không thấy. Nên mình hồi nãy là các bạn đã thấy rồi đó, mình sử dụng bút sáp trắng để vẽ cái đường nước luôn. Sau đó dùng cái keo trắng để đánh phần sáng nhất của phần của nước. Rồi tiếp theo mình sẽ tả giọt nước, hai giọt nước thì tương tự, mình sẽ xác định dáng nó rồi đánh khối bằng chì đen. Rồi dùng keo trắng để đánh phần sáng của giọt nước. Rồi sau những phút vẽ hạt mưa mệt mỏi mòn mỏi, vẽ cả đống đứa cũng chưa xong nữa các bạn ơi, ráng đợi mình. Ở đây để tránh sự nhàm chán về giọt nước thì các bạn vẽ giọt nhỏ, giọt bự, giọt dài để cho nó sinh động một tí các bạn nhé. Ở đây phần cần phải sự kiên trì và sự sắp xếp nữa, chứ mình cứ thấy chỗ nào mình thích mình cứ chấm lát, không biết nó ra cái gì luôn. Mình cũng sắp là không ra cái gì rồi đó, nhưng thôi, phóng lao thì phải theo lao, lỡ chấm thì phải vẽ. Ở đây một số cái giọt nước mà ở phần sáng á, thì chúng ta cần phải sử dụng chì đen để đánh khối cho nó nổi lên nha các bạn. Còn ở phần mấy cái phần mà khu vực màu sáp dầu đen rồi thì mình không cần, tại vì có đánh thì cũng như không mà thôi. Ừ có nhưng có như không mà thôi, có như không vậy thôi. Đó rồi, lột keo thôi các bạn ơi. Tờ giấy mình dơ hay không, lát phải cắt nó ra. Ta-da, vậy là xong rồi đó. Chúc các bạn sẽ thành công nha. Nếu các bạn thấy hữu ích thì hãy like và subscribe kênh của mình nhé.